Thôi, mọi người gì cùng tôi chắp tay lên để tâm bảo. Nam mô tất sa bảo vật tô a ra tô sam ma sam bồ đề sa. Nam mô tất sa bảo vật tô a ra tô sam ma sam bồ đề sa. Nam mô tất sa bảo vật tô a ra tô sam ma sam bồ đề sa. Chúng con xin thành kính đảnh lễ phụng sư ngài là Phật A La Hán chánh đẳng chánh thiện tri do ngài chứng ngộ không thể chi dạy. Bùi tham sa ga nang ga cha mi tham mong sa ga nang ga cha mi sa ga anh sa ga nang ga cha mi. Chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Phật, chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Pháp, chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Tăng. Hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2023, tức là ngày 5 tháng 5 năm Quý Mão. Chúng con cùng nhau xin tu tập Phật pháp cho nên chư thiên thiên cả trời thiên thiên nhiên thiên thần chư pháp cho chúng con tu tập được nhiều lời lạc lớn. Tam ma sa va na ka lo yam ban dan ta. Tam ma sa va na ka lo yam ban dan ta. Tam ma sa va na ka lo yam ban dan ta. Nhà mô Phật xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục bài kinh số 9, mình tránh chi kiến. Tôi xin nhường lời cho chị Sơn Nga tóm tắt, rồi mời chắc ở đây chị Diệu Lai vô trước, chị mở bài lên. Rồi người nào vô sau, nếu muốn đọc thì đọc. Rồi, xin mời chị Sơn Nga, chị Sơn Nga. Dạ, xin chào tất cả các bạn trong nhóm. Nay mình trao đổi tiếp cái bài kinh chánh tri kiến. Thì thứ ba thì mình có thảo luận qua về cái sự giảng dạy của ngài Sariputta về một người có cái chánh tri kiến, mà một người thế như thế nào, hiểu biết như thế nào thì gọi là có chánh tri kiến. Và cái chánh tri kiến đó là một cái tri kiến chính trực, có do cái lòng tin pháp tuyệt đối thì chị đã thành tựu được cái diệu pháp này. Thì nó gồm có cái rất là nhiều cái pháp, mà cái pháp đầu tiên ngài nói tới là thiện và bất thiện. Và cái căn bản của thiện và bất thiện thì chúng ta biết thiện là những cái điều sống đúng theo cái chân chánh của thân khẩu ý. Và cái căn bản của cái thiện rất là vô tham, vô sân, vô si. Và những cái gì mà mình làm ở thân khẩu ý mà với cái tâm tham, tâm sân và cái sự tà kiến, thì những cái điều đó nó đưa tới cái sự bất hạnh và nó không có phải là cái chánh tri kiến. Và cái điều kế tiếp nữa là người nào mà để tri được cái thức ăn, những cái thức ăn mà nó làm thì nó duy trì, nó hỗ trợ cho cái sự luân hồi, nó qua cái đoàn thực, thức thực, tư niệm thực, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thì người nào biết được những thức ăn mà nó làm cho bốn cái thực đó được duy trì thì phải biết rằng là vẫn còn thì sự sinh tử luân hồi. Thì nếu ai biết được thì đoạn diệt được, không có để cho những cái thực phẩm đó nó tiếp dưỡng cho cái dòng luân hồi. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ học tới cái tuệ tri về cái tứ diệu đế. Và những gì nào biết được về tứ diệu đế tức là có được cái chánh tri kiến là sự thấy biết chân chánh. Thì qua cái bài cũ, qua cái kỳ rồi, thì nếu mà có bạn nào có thêm cái sự bổ túc về câu hỏi gì thì mình cũng có thể thảo luận ở đây. Còn nếu như không thì mời một cái bạn nào đọc tiếp về cái tứ diệu đế, bắt đầu từ việc tứ diệu đế trở đi. Sa thú, quý vị nào có câu hỏi, có cái gì muốn được biết rõ hơn nói lên, tôi với chị sẽ cố gắng giải thích theo cái sự hiểu biết của
của mình. Rồi, nếu không thì mời chị nào đọc tiếp từ ngay chỗ Tứ Diệu Đế. Chị Như Lai mở bài được cho chị. Như Lai xin đọc bài hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Lai xin đọc bài số 9, Kinh Chánh Tri Kiến. Tứ Diệu Đế, Phẩm Tứ Diệu Đế. Lần thay hiền giảng, các tỳ kheo ấy sau khi hoan hỷ tính thọ lời nói tôn giả Sariputta, liền hỏi thêm tôn giả Sariputta câu hỏi như sau: này hiền giảng, có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tệ tri khổ, tệ tri tập khởi của khổ, tệ tri đoạn diệt của khổ, tệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? Chư hiền, thế nào là khổ? Thế nào là tập khổ? Tập khởi của khổ? Thế nào là đoạn diệt của khổ? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại năm thủ ẩn là khổ. Chư hiền, như vậy gọi là khổ. Chư hiền, thế nào là tập khởi của khổ? Chính là ái đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham hướng đến tái sanh, cùng khởi dục và tham tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Chư hiền, như vậy gọi là tập khởi của khổ. Chư hiền, thế nào là đoạn diệt của khổ? Đó là đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khác ấy. Chư hiền, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Chính là thánh đạo tám ngành đưa đến khổ diệt, tức là chánh tri kiến, chánh định. Chư hiền, khi còn thánh đệ tử tệ tri khổ như vậy, tệ tri tập khởi của khổ như vậy, tệ tri đoạn diệt của khổ như vậy, tệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của khổ như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên như trên, và thành tựu diệu pháp này. Dạ, dạ. Mình tạm ngưng ở đây vậy. Dạ. Thì dạ. Nói về cái Tứ Diệu Đế. Thì Tứ Diệu Đế là cái pháp mà có lẽ chắc ai cũng đã thuộc lòng và cũng nghe đi nghe lại không biết là bao nhiêu lần. Thì cái Tứ Diệu Đế được áp dụng trong cái cuộc sống như thế nào để mà thấy và biết. Thì cái Phổ Đế thì chúng ta biết rồi. Những cái gì mà nó hiện bữa đây đưa tới cái khổ thọ đều gọi là cái khổ đế hết, nó thuộc về cái khổ đế hết. Những cái khổ ở thân hay là ở tâm, những cái thân như là già, đau, bệnh, chết thì cái đó là khổ thân. Còn cái khổ tâm là những cái gì hậu không được, muốn có không có, hoặc là đã có bị mất đi, hoặc là do cái sự chấp thủ ở cái ngũ quẩn này thì nó đưa tới cái sự khổ. Thì ở đây nếu mà cái người tuệ tri như vậy đó thì trong cái sự thực hành này, trong cái về cái áp dụng Tứ Diệu Đế ở trong cái đời sống mình á thì nó cũng không phải khó để mà mình áp dụng. Thì chẳng hạn thí dụ như bây giờ trong cái cuộc sống này, những cái gì mà nó khởi lên cái khổ, nếu mà khổ về cái thân thì mình tự tri được cái đó là do cái có cái sự sanh này,
có cái sự tái sanh này của cái thân này, cho nên phải nhận cái khổ để như vậy. Cái đó là chuyện đương nhiên, phải có cái thân này là có những cái khổ đó dính liền với cái nghiệp cái thân này. Còn nếu mà về cái khổ cái tâm thì biết rằng là do cái lòng ham muốn, cái ái dục, cái sự thích thú ở trong cái ngũ dục, hoặc là cái sự chống đối hay cái sự mong tìm những cái điều mà nó không có, cho nên nó đưa tới cái sự khổ như vậy. Thì một cái người tu có cái chánh niệm tỉnh giác sẽ nhận ra những cái điều này. Thành ra khi nào mà cái khổ đế khởi lên và có cái tập đế, do cái tập đế thì nếu mà gì đó nhìn ra được cái nguyên nhân đó thì người gì đó xả ly được cái nhân đó thì gì ấy đưa tới cái sự động diệt cái đau khổ. À, thì cái sự tu nó cứ như vậy, cứ nhìn thấy cái khi nào khởi lên cái khổ và khi nào đoạn diệt cái khổ thì gì ấy áp dụng vào cái con đường mà Đức Phật đã chỉ là cái giới định tuệ, là cái cảnh đạo tám hạnh. Thành ra cùng một lúc tu tập mà nếu mà người vị nào mà hướng về cái tứ diệu đế đó thì theo tôi Nga thấy đó, dễ thấy ra được, dễ thấy pháp lắm, tại vì nó hiện hữu hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, nó ngay cái hiện tại này cho chúng ta thấy. Nếu ví dụ như đau nhức cho những cái bệnh tật, hay là bị lãng quên, hay là bị khó chịu do cái sự lẩn cẩn của già, mình thấy rõ ràng như vậy, thì khi mình thấy như vậy thì mình nhận ra được liền là có, do có cái thân này. Như vậy cái thân này nó có là do cái sanh khởi, cái thai sanh. Thì nếu mà gì ấy nhàm chán đi tham cái sự mà sanh hữu á, sự sanh hữu á, thì dễ sẽ tìm cách hay là dễ sẽ xả ly từ từ những cái bám víu. Thì cái sanh y đó nó khác ai đó, nó đến từ cái sự mà gọi là cơ hữu với những cái hỷ dục, thích thú trong những cái dục nó tham muốn dính mắc ở trong đó, đi tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Thì khi mình đi tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, cho dù là hỷ lạc gì cũng vậy, khi mà có sự tìm cầu, tức là mình chưa có được cái kinh an, chưa được cái hỷ mà nó xuất ly, thành ra mình mới đi tìm cầu. Thành ra nếu mà người mà có kinh an, có hỷ, có cái sự định tĩnh trong tâm thì dễ không có tìm cầu những cái hỷ lạc bên ngoài liên quan đến vật chất nữa, liên quan đến dục nữa. Thành ra trong cái nguyên nhân mà sanh ra cái sự tái sanh đó, nó nằm ở trong cái sự tham luyến trong cái ngũ dục, hoặc là tham luyến ở trong những cái gì mà nó có cái hiện hữu. Hữu ái là có cái là hiện hữu, thì ở dầu ở cõi trời sắc giới hay vô sắc giới gì đó cũng là một cái sự ham thích ở trong đó, hoặc là mong muốn những cái gì mà nó chưa có, hay cả mình mong muốn tới những cái gọi là giải thoát hay là niết bàn gì đó, nó cũng là những cái chưa có mà mình mong muốn, được gọi là hữu ái. Còn vô hữu ái tức là cái muốn không có cái gì nữa hết. Nhiều khi đôi lúc do cái sân á, nhiều khi mình chán nản nhưng mình chán do cái sân, tại vì mình chán nản, mình nhàm chán bởi vì cái sân là mình không muốn thấy, không muốn nhìn người đó, không muốn thấy, không nhìn cái cảnh đó nữa. Cũng như mình bực bội á, là nó không phải là một cái sự nhàm chán gọi là giải thoát xả ly. Thành ra khi mà người nào mà nhận ra được thế nào, lúc nào có cái tham, lúc nào có cái sân, lúc nào có cái si trong người này, thì nó cũng cùng có cái sự gọi là liên quan tới cái thiện với bất thiện, liên quan tới cái căn bản của thiện với bất thiện, là vô tham vô sân, thì lại không có tà kiến. Tà kiến là không có si, thì trong cái si nó đều do, thì nó cũng do cái từ cái tà kiến ra. Thì ở đây Phương Nga thì
trao đổi và chia sẻ những cái sự biết về cái sự tu tập hay là sự thấy biết về cái con đường mà tu tập về tứ diệu đế, để cho những ai mà có cái hướng tâm về đó đó thì thấy được như vậy đó, thì thấy cái đường tu của mình nó cũng dễ chứ không khó. Là tại vì mình sẽ thấy khổ liên tục khởi lên, hay muốn cái gì là khổ cái đó thôi. Tại vì cái muốn nào nó cũng đưa tới cái sự sanh đi, và có cái sanh đi có thân này là mình sẽ những cái của cái tự nhiên của cái vật lý và của cái tâm lý luôn, chứ không có cái sự tu tập. Thì cái vật lý nó vận hành như thế nào thì cái tâm lý nó sẽ bị ảnh hưởng theo như vậy. Thì Xuân Hà chia sẻ cái phần này đây để cho các bạn đóng góp thêm với lại phục vụ thêm. Sa thú, mời quý vị có đóng góp thêm không? Quý vị có câu hỏi, có muốn rõ phần nào? Mời quý vị. Bữa nay sao không thấy chị thấy cô Ứng à? Quý vị có câu hỏi gì không? Không. Thì cái phần này á, mình cũng tu tập nhiều lần rồi, thì Thiên Nga nói như vậy cũng rõ lắm. Thì để mình tranh thủ có nhiều cái chỗ cần thiết mình để ý á, thì tôi cũng đóng góp thêm nhắn tác những cái phần mình để ý á. Thì ở đây á, có cái câu trong bài kinh này lặp đi lặp lại nhiều lần á, hỏi về cái pháp môn, pháp môn nào để thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh chân, có lòng tin pháp tuyệt đối. Thì chánh tri kiến này đó thì để mình nhớ lại những cái gì mình học liên hệ đến tương ưng sáu xứ á, thì cái chánh tri kiến này nó tương đương cái nghĩa của từ cái thắng tri, chánh liễu tri, và đã liễu tri là những bậc đã là a la hán. Thì theo mình học trong cái chương tương ưng sáu xứ á. Còn nói về cái khổ á, thì mình đã biết trong bài kinh này nó nói là chư hiền thế nào là đoạn diệt cách khổ, đoạn diệt của khổ. Thì được Ngài Sariputta dạy đó là sự đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khắc ái ấy. Thì cũng như chị nghe trình bày đó, ngay chỗ nào có cái thích thú thì ngay chỗ đó nó có liên hệ đến cái khổ. Cho nên đoạn diệt cái khổ á, thì Ngài dạy đó là sự đoạn diệt ly tham. Không có dư tàn. Thì nguyên cái đoạn kinh này đó thì mình học trong tương ưng 66 á, để mình nhắc lại có sự liên tục á, thì ly tham đoạn diệt tất cả là sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, mà phát sinh những cái hỷ lạc gì, tức là liên hệ đến cái tham ái. Thì có cái tham ái này tức là có cái khổ. Thì cái chữ tất cả có nghĩa là nó liên hệ 66 căn trần thức xúc thọ và ái, tất cả thời đoạn diệt tất cả. Thì mục đích đó, tứ thánh đế là người phải nhìn thấy rõ chân thật với bằng chánh trí tuệ. Chánh trí tuệ này tức là bậc phải đi từ tu tập như mình, hiểu biết, từ bỏ cái tưởng tri, đi đến thắng tri và liễu tri. Thì như chị Thiên Nga trình bày đó, chỗ nào mà có mình thích thú, có dính mắc cái điều gì đó, tức là ngay chỗ đó có khổ. Tại vì nó không hài lòng thì tâm mình vẫn hướng đến cái gì thích thú, mà tính cái gì á mà mình còn thích á, tức là còn hữu. Còn cái sự sanh đi thì tới phần kế tiếp á sẽ nói về cái 12 nhân duyên, liên hệ về cái tại sao cái thích thú, cái nắm bắt, cái liên ái, cái dục,
À, tất cả những điều đó là nhân để có một cái sự không dứt của cái khổ này. Thì tôi xin tạm đóng góp thêm gián tắt về cái phần tứ thánh đế như vậy. Thì bây giờ chắc mình đọc kế tiếp hả chị xin nghe. Dạ, nếu không có ai chia sẻ thì mình đọc tiếp. Dạ, mời chị. Mình đọc về cái già chết thì nó liên quan tới thập nhị nhân duyên. Dạ. Dạ, Dạ là xin đọc tiếp. Già và chết, lành thay, hiền giả như trên. Này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này thánh đệ tử như trên thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, có thể có chư hiền khi nào thánh đệ tử tệ tri già chết, tệ tri tập khởi của già chết, tệ tri đoạn diệt của già chết, tệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của già chết. Chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến như trên và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là già chết? Thế nào là tập khởi của già chết? Thế nào là đoạn diệt của già chết? Thế nào là đoạn xin lỗi, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của già chết? Thuộc bất kỳ hữu tình giới nào, trong từng mỗi loại hữu tình, sự già cả, suy lão, rụng răng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ này một hao mòn, bại hoại, các căn. Chư hiền, như vậy gọi là già. Chư hiền, thế nào là chết? Thuộc bất kỳ hữu tình giới nào trong từng mỗi loại hữu tình, sự mệnh, một, từ trần, hủy hoại, hoại diệt, tử biệt, mệnh chung, hủy hoại các uẩn, bất bỏ hành bà, hình hài. Chư hiền, như vậy gọi là chết, già như vậy là và chết như vậy. Chư hiền, như vậy gọi là già chết. Từ sự tập khởi của sanh, có sự tập khởi của già chết. Từ sự đoạn diệt của sanh, có sự đoạn diệt của già chết. Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của già chết, tức là chánh tri kiến như trên, chánh định. Chư hiền, khi còn thánh đệ tử tệ tri già chết như vậy, tệ tri tập khởi của già chết như vậy, tệ tri đoạn diệt của già chết như vậy, tệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của già chết như vậy. Khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên như trên, và thành tựu diệu pháp này. Dạ, dạ. Mình cảm ơn đấy, cảm ơn chị. Dạ. Cái câu chốt là chư hiền khi nào thánh, khi nào chú bảy. Không phải khi còn, dạ. Chị đọc khi dạ. Chị đọc mấy đoạn cũng được khi còn, chắc có lẽ là in sai. Không đeo kiến. Tại chữ nó cũng hơi nhỏ xíu. Dạ. Thì ở đây chúng ta thấy là khi mà những cái gì đồng hồ mạnh hỏi Ngài Xá Lợi Phất đó, còn có thể có pháp môn nào á, nhờ cái pháp môn đó đó mà vị thánh đệ tử có thể thành tựu diệu pháp này, tức là được có cái chánh tri kiến, có chánh trực, thành tựu diệu pháp này. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng là có thể có, thì chúng ta đọc cái này rồi mới thấy rằng là không phải là mình hiểu hết đâu. Mình hiểu hết thì mình mới thực hành được cái pháp giải thoát. Mà mình chỉ cần hiểu thật là sâu đáo vào một cái pháp nào nó rõ ràng, là nó trong mỗi pháp nó đều có chứa đựng những cái pháp khác hết, liên quan tới những pháp khác hết. Vì vậy cho nên á, thì khi mà mình tu tập á, có nhiều người có cái nhân duyên. Thí dụ như nhiều người nhìn thấy cái già, nhiều người già nhìn thấy cái già mình,
thì họ cũng có thể ngộ đạo được là nhờ họ quán xét về cái già. Còn nhiều người trẻ thì họ không có thấy cái già, nhiều khi họ không quán xét cái già, họ lại quán xét về cái khác, nó lại thích hợp với lại cái ở tuổi trẻ, hay là những cái người ví dụ như đang hấp hối gần chết, nó lại khác với lại những người đang còn mạnh khỏe. Vì vậy cho nên mỗi cái pháp môn á, mà nếu mà mình học được hết á, thì rất là tốt. Nhưng mà những cái pháp môn mình đi áp dụng được trong một cái thời điểm ngay cái hiện tại, mà nó đúng thời, đúng lúc ngay với mình. Thì ở đây cái sự già chết thì Đức Phật đã, Ngài Xá Lợi Phất đã giảng một cách rõ rệt. Thì nhiều vị dùng cái sự già chết thì giảng giải theo cái chiều mà gọi là vi tế thêm, thì nói là như sự sanh diệt tức là già chết. Cái chết tức là khi nào mà mình trong cái sát na nó diệt đi thì gọi là chết. Thì cái đó nó làm những cái gì nó đi chi tế. Còn ở đây nó thực thể, nó đơn giản. Đơn giản là thí dụ già là cái cả cơ thể nó bị sụp bại xuống thì xấu xí đi, nhăn nheo lại thì già. Còn cái chết là cái thân này nó bị hủy hoại, thì nó đơn giản và nó thực tế như vậy. Thì khi mình mà nghe pháp á, mà mình thấy nó thẳng vô thực tế đó, mình không có giống như nó suy luận thêm nhiều á, thì nó dễ nhận ra cái bài pháp mà không thấy khó khăn rắc rối. Thì như vậy đó, khi nào mà khi mình nhìn thấy cái thân này hoặc là đang già và nó sẽ đi tới cái sự hủy hoại, thì biết rằng là nếu mà có cái sự sanh á, cái nguyên nhân của nó là do có cái sanh khởi, có cái sự tái sanh, có cái sự hiện hữu này, thì nó sẽ đưa tới cái già chết. Thì khi mà cái sanh nó được diệt, không còn cái sanh nữa, thì cái già chết này nó không còn. Thì bây giờ muốn tu tập làm sao để không còn cái sanh đi nữa, thì theo cái con đường giới định tuệ và chánh đạo, thì trong cái pháp môn mà gọi là duy nhất, thật ra là cái đó là cái con đường duy nhất, con đường của tất cả các bậc thánh phải đi, đó là bát chánh đạo. Nó không phải riêng gì riêng cái tứ niệm xứ, thì tứ niệm xứ nó nằm ở trong cái bát chánh đạo, mà trong bát chánh đạo nó cũng nằm trong cái tứ niệm xứ. Anh ta không có phải là chỉ có một cái này là mới thành tựu được, mà có rất là nhiều, mà nó nằm chung quy trong cái giới định tuệ, ở trong cái bát chánh đạo. Thì trong khi mình tu tập á, nếu mà có nhiều vị thường chỉ tu thiền và học di dự pháp nhưng mà không có học kinh, ít có để ý tới kinh, không biết nhiều về kinh, nhưng mà biết di dự pháp rất là sâu. Thì trong cái di dự pháp thì giảng nó rất là di tế bên trong, nhưng mà nếu mà học kinh á thì thấy nó thực tế lắm. Và dễ hiểu, dễ học, dễ cũng dễ mà thâm nhập được. Thì tùy theo cái trình độ căn cơ của mọi người, nhưng mà đối với lại Xuân Hà thấy rằng là năm có học gì pháp cũng 10 năm, nhưng mà cuối cùng lại thấy học di kinh á, nó đơn giản và nó áp dụng nó thực tiễn hơn. Tại vì cái trình độ mình mà áp dụng được cái kinh á là cũng đã là trần thân rồi. Bây giờ mà nó cũng dễ nữa. Còn duy diệu pháp rồi đợi cho khi nào mình học đi cho biết vậy thôi. Nếu còn mà mình gọi lại để áp dụng á, thì theo sư Nga thấy nó nhanh lắm. Thành ra mà mình cứ phải bị dính vô cái này, nó phải đi như thế này, thế nọ, thế kia đó. Nó tạo ra cái dòng này, dòng nọ đó. Thành ra mình cứ bị vướng vào trong cái suy tư nhiều. Còn cái kinh thì nó đơn giản, mình thấy sao thì thấy nó như thật như vậy thôi. Đó. Thì đó là cái mà hôm nay Xuân Nga muốn chia sẻ. Tại vì tại sao Xuân Nga thường là đưa kinh. Mặc dù là có những cái điều mà học về di diệu pháp thì Ngài rất là quý, rất là thích, mà thích nghe chứ không có thích học, có thích mà áp dụng nhiều.
tại vì nó không hợp với căn cơ của mình, có thể như vậy. Cho nên mình thấy đối với một cái pháp môn mà nếu mà mình hiểu rõ như vậy đó, chỉ cần hiểu rõ cái già chết là nó như thế nào, tại sao nó đưa tới già chết, biết rồi cái sanh đi, thì muốn làm sao cho nó phải sanh đi, đừng có cái tác ý thế nào về cái sanh đi nữa đó, thì tác ý cái sanh đi, muốn không có tác ý sanh đi thì cứ tu tập giới định tuệ, là phải giữ giới ở trong sạch. Mình biết lúc nào là thiện, lúc nào bất thiện, cái nhân nào là đưa tới thiện, nhân nào đưa tới bất thiện, tu tập như vậy, cái những cái tà kiến nào nó làm cho mình hiểu sai lạc đi, thì mình biết thì cái tà kiến đó mình bỏ dần từ cái tục tế qua tới cái chân đề, và mình thấy được cái khổ nó hiện hữu và cái khổ nó được đoạn diệt. Thì khi mình tu á, mình thấy rõ ràng cái lúc nào mình khổ mình biết liền à, thì mình biết mặc dù nó chậm, nó không phải nhanh giống như là trong cái sát na, nhưng mà mình nhận ra được cái khổ và mình biết cái nhân của nó, mình cố gắng mình bỏ đi, thì mình bỏ được lúc nào thì nó đỡ khổ lúc đó, thì từ từ lúc đó thì cuộc sống mình nó trở nên thanh thản, mình có được cái sự bình an của cái thân, có cái sự tĩnh lặng của cái tâm. Giờ thì khi trí tuệ nó sẽ nhờ đó mà nó ngưng thể nó phát sáng. Thì ở đây là nói về cái giải chế thì xin nhà chia sẻ như vậy nha. Sa thú, mời quý vị. Vị nào có đóng góp, có câu hỏi thì phần này á nó liên hệ đến cái phần tứ thánh tứ diệu đế trước, thì nói tứ diệu đế á thì trong cái phần này hơi đúng cho ý của tôi đó, thì như mấy vị chư tăng, mấy vị hiện cái thuyết dài á, thì đây nói về thánh đệ tử thì cũng nơi mình gọi là tứ thánh đế nè, thì mình cũng nên để ý cái phần này rất là quan trọng. Thì mình vừa qua cái phần xong trước đó, đó là tứ diệu đế, tức là tứ thánh đế, thì liên tục á, theo cái cách trình bày, cách giảng dạy, giải thích những cái pháp môn liên hệ về chánh tri kiến đó, thì ngài dùng tứ thánh đế bốn cái sự thật này để mà áp dụng vào tập nhị nhân duyên. Thì mình vừa nghe chị Xuân Nga cũng như chị Như Lai đọc cái phần già chết đó, đó là một trong 12 nhân duyên. Thì lần lượt mình sẽ nghe do chị Như Lai đọc những cái phần kế tiếp á, những phần này sẽ được áp dụng qua bốn cách nhìn sự thật. Thì đây là nói rốt ráo của bậc thánh. Thì nhiều người á thì hiểu một cách cạn cợt thì nó cũng không có đi đến kết quả như ngài Xá Lợi Đức trình bày để cho đi là những cái thánh đệ tử, còn người tầm thường á, người phàm phu hay là người tu tập như mình cũng thấy được lợi lạc là bỏ bớt đi những cái hầm dính mắc trong cuộc sống mình, thì ngay chút lúc đó cũng có sự an lạc. Nhưng mà nếu mà vị hiểu rõ như thật này thì chánh tri kiến á, thì thắng tri liễu tri những cái về trạng thái của già chết á, mình phải hiểu rõ có phải cái già chết này nó là cái khổ không. Mình phải hiểu cho thật, cho nó đúng, mà một cái nhìn bằng chánh trí tuệ, tức là có thắng tri liễu tri. Thì cái phần này đó, thắng tri liễu tri á, thì nhiều người tu tập, nếu đọc kinh tu tập mà không có phần trí tuệ nhìn rõ những cái trí này là trí gì thì dễ lầm lẫn lắm. Cho nên mình phải cần biết những cái phần quan trọng liên hệ về cái vi diệu pháp, cái siêu lý. Nếu mà hiểu được á, thì hiểu không phải là đi từng sát na một, mà hiểu cái cấp bậc, cái sự, cái nhìn thấy bằng trí tuệ của mình.
nhiều người nhìn không thấy, rồi mình thấy có cái sự an lạc như vậy, nhưng mà cái an lạc đó cũng còn dính mắc, cho nên đây nói là thánh đệ tử. Thì cái thắng tri, cái liễu tri như thế nào mình phải thấy rõ cho cái khổ. Nhiều khi mình, cái người đó thấy khổ mà họ tưởng là lạc, thì do cái sự nắm giữ trong một cái phạm vi nào đó. Bởi vì mình cũng biết tất cả trí tuệ như mình trình bày chánh trí kiến á, thì nó phạm vi của dục giới, phạm vi của sắc giới, phạm vi của vô sắc giới, phạm vi của hiệp thế, phạm vi của bậc siêu thế. Thì mình phải nhận định cho rõ. Thì bây giờ cũng quý vị đã biết nhiều lớp học, nhiều cái group học trên live, học kể cả quý sĩ có những cái pháp dạy cùng nhau tu tập á, về siêu lý rất là hay. Thì những cái điều đó đó, như chị xin Nga trình bày đó, mình phải có cái sự bổ khuyết giữa kinh và vi diệu pháp, mình không có nhận định được một cách rõ ràng. Còn không khéo á, thì mình dựa trên trí tuệ mà các hạnh mình làm á, mình không có biết, thì nó cũng không đúng. Hoặc cái người không có cái phần trí tuệ về siêu lý á, thì đang dính mắc mình tưởng mình là giác ngộ. Thì đây là một lợi điểm là tôi cũng xin được nhấn mạnh, là mình phải để ý cái sự hiểu biết của mình đó, nó nằm trong một cái giới hạn nào mà mình không biết, cho nên mình phải cẩn thận. Nhưng mà trở lại kinh đó, thì cái phần già chết này mình phải nhận biết được cái già chết thì cho rõ, và nhận biết được cái lý do gì có cái già chết. Thì lần lượt á, thì mình sẽ thấy. Thì tôi xin dẫn chứng cái trình bày cái cấu trúc của bài kinh đó là như vậy. Thì để đọc cái phần tới á, thì cũng giống hệt như nhau. Thì già chết mình phải biết, hiểu được cái già chết nó có phải là cái khổ hay không. À, sự thật là bây giờ mình già chết thì mình biết rõ khổ lắm, còn những trẻ thì chưa thấy. Thì cái người trẻ nếu mà thấy biết được như vậy đó thì rất là hữu ích đó. Thì khi mình thấy được cái già chết, mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân mà mình thấy nó khổ gì mà mình không có sợ, mình không muốn đoạn diệt. Cho nên đây phải hiểu biết được cái nguyên nhân và có muốn đoạn diệt hay không, mà phải thắng chi, thắng chi, liễu tri, và đã liễu tri từng cái già chết, từng cái tập của cái già chết, và từng cái thấy rõ cần phải diệt ly tham đoạn diệt tất cả, và cần phải thắng chi, liễu tri, và đã liễu tri con đường bát thánh đạo. Thì lần lượt như vậy, bốn cái sự thật đó nếu mình nhìn thấy rõ ràng, thì đây là những cái điều mà dạy cho bậc thánh, nhưng mình cũng có thể áp dụng được một phần nào trong cái phàm phu của mình. Thì mình thấy bớt được cái sự nắm bắt. Khi bớt sự nắm bắt từng phần một, thì mình cũng đã biết được cái chánh tri kiến đó, là do cái con đường đạo nghiệp của mình. Nếu mình ly tham cái mức độ nào, thì những cái gì mình tiếp xúc trần cảnh bên ngoài, thì cái tâm hữu phần đó nó dẫn lên, thì mình thấy mình dễ được hộ trì, dễ được bảo vệ các căn của mình. Thì đây là con đường mình thấy nó dễ làm hơn mình không biết. Thì tôi xin dừng lại để quý vị có cái dễ cách nhìn theo cái bài kinh đó. Thì mình sẽ nghe đọc những cái phần kế tiếp. Dạ, tôi xin dừng lại. Dạ, mô Phật. Dạ, dạ thôi ai cũng nói thì Hương cũng xin góp vài lời trong cái túi diệu đế. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân Hương cũng xin chào tất cả các quý bạn đạo hữu thân mến. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học về cái kinh Trung Bộ Kinh. Thì trong cái kinh Trung Bộ Kinh này nói về cái chánh tri kiến.
Mà đây là một cái đoạn trong cái chánh chi kiến, đó là nói về cái tứ diệu đế. Thì mình nói về tứ diệu đế thì chúng ta đi ai cũng biết về cái tứ diệu đế, mà mình biết rất là đơn giản, đó là mình nói về cái khổ, cái tập, cái nghiệp, cái đạo. Cho nên nó là mình không có thấy là trong cái tứ diệu đế này như thế nào. Thì cũng như cái đoạn đầu là cái vị tôn giả đã nói với các tỳ kheo nói cái chánh tri kiến, đó là cái chánh tri kiến có nghĩa là tri kiến về cái khổ, tri kiến về cái khổ tập, tri kiến về cái khổ diệt, và tri kiến cái đạo đưa đến con đường khổ diệt. Thì các vị cũng thấy là chúng ta khổ, cho đâu mà chúng ta khổ. Thì mình nói về sanh lão bệnh tử, nỗi mà mình sanh ra thì mình cũng khổ, rồi tới lớn lên cũng khổ, rồi tới bệnh cũng khổ, rồi tới chết cũng khổ. Có người khổ về thân, có người khổ về tâm, và cũng có người khổ về thân cả lẫn tâm. Thì các vị thấy rằng cái khổ này, tại vì mình không có nhận được cái khổ này, mà mình chỉ nhận cái điều khác, cho nên nó khiến do cái khổ này, cái khổ này cho nên nó là nó cứ theo, nó đeo đẳng mình hoài. Có nghĩa là mình không có trốn tránh được cái khổ này. Thì giống như cái khổ này, mình cho như là cái khổ này như là cái hình mà nó theo cái bóng mình đi. Đó, cho nên là lúc nào mình cũng có cái khổ. Còn bây giờ nói về cái khổ gì, mình đâu có biết cái khổ diệt nó là gì. Nó cũng có cái nguyên nhân của cái khổ diệt, đó là do nó cái sự mê muội, cái sự tham lam, cái sự sân giận, cái sự sầu não, cái sự lo lắng, rồi cái sự là mình thất vọng, hay do cái đắc thủ, vân vân và mình. Do chính những cái nguyên nhân đó, cho nên mình nó làm cho mình rất là đau khổ, thì mình không có nhận nó ra được. Rồi nói về cái thứ ba, thì bây giờ mình nói về cái gì, cái khổ diệt. Bây giờ mình muốn chấm dứt cái khổ diệt này là do nơi cái sự trí tuệ của mình, do nơi cái sự hiểu biết về cái bản thân và cuộc đời nó như thế nào. Thì do cái trí tuệ để mình hiểu biết thì mình thấy được cái khổ này, để mình chấm dứt cái khổ này, do cái sự phát sanh, cái sự ác mà nó sanh khởi lên. Mà nếu mình biết được mình diệt nó thì có cái sự an lạc. Còn vậy nói con đường đạo, thì đây là nói về con đường diệt khổ đạo. Thì con đường mà mình diệt khổ đạo đây, đó là bát chánh đạo. Chính bát chánh đạo được nuôi dưỡng bằng cái tỉnh thức và cái chánh niệm, đưa đến cho mình cái định và cái tuệ, cái giải thoát mọi cái khổ đau. Đó là con đường chân chánh. Thì trong cái bát chánh đạo này có cho chúng ta biết sự thật về cái sự tư duy. Tư duy như thật, mình nói năng như thật, việc làm mình chân chánh, đời sống mình chân chánh, hay là mình siêng năng chân chánh, an trú cái tâm chân chánh, cái sự dẫn dắt và cái sự hành vi của chúng ta. Thì các vị thấy là bốn trong cái tướng nghĩa đấy, mình chỉ hiểu nó rất là gọn thôi, mình không cần đi sâu vào. Thì đây là nói về cái trí tuệ. Thì nói về cái trí tuệ, nó có thể giúp cho chúng ta phân biệt rõ được cái chân lý. Đó là cái phân biệt mà để dẫn dắt cuộc đời của chúng ta không đi vào con đường lầm lạc. Tại vì nào giờ cái tướng dự đế này mình đâu có biết đâu, mình đâu có biết nó do nguyên nhân gì, và nó khó, mình phải diệt nó như thế nào, và do con đường như thế nào. Đây là bốn phần mà Hương hiểu biết được để Hương nêu lên để cho các vị cùng nghe. Nếu các vị thấy rằng nó không đúng theo cái lời của Hương nói á, thì các vị có thể nói theo các vị cũng được. Cái đó là tại vì mình học thì mình phải hiểu một chút, để mà mình lo cho cái bản thân của mình. Do cái cuộc đời mà mình sống trong cái hiện tại này, mà cái khổ nó đeo đẳng hoài, cho nên đó mình phải giải thoát bằng nói cái gì. Thì nãy các vị cũng nói rồi đó. Thì Hương cũng xin tạm dừng ở đây, để các vị có thể là tư duy theo cái sự thật của tứ diệu đế, để mình thấy nó rõ ràng trong tứ diệu đế. Dạ.
Mô Phật và Hương xin chào tất cả các vị. Quý vị có đóng góp thêm không? Nếu không á thì mình sẽ đọc từng phần và mỗi từng phần mình nghĩ để cho quý vị chị Sư Nga chia sẻ đóng góp. Bài kinh này quý vị có thể kéo một hai tuần cũng được, bởi vì mình sẽ tùy theo cái nhân duyên, tùy theo nhân duyên mình thấy cần có bổ túc thêm, cần nói rõ hơn thì mình cũng nên làm, là tại vì chẳng mấy dịp mà mình gặp những cái bài kinh để mình có cùng nhau có sự tác ý, lắng nghe và cùng nhau tu tập để trao đổi. Thì mời chị Diệu Lai đọc tiếp cái phần xanh đây, rồi dừng lại là nói phần xanh, rồi quý vị đóng góp từng phần như vậy đó để quý vị dễ nhận định nha. Xin mời chị Diệu Lai đi nha. Dạ. Diệu Lai xin đọc phẩm xanh. Lành thay Huyền giả như trên, này Huyền giả, có thể có pháp môn nào khác? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tệ tri sanh, tệ tri tập khởi của sanh, tệ tri đoạn diệt của sanh, tệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của sanh. Chư hiền, khi ấy vị thánh đệ tử có chánh tri kiến như trên và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là sanh? Thế nào là tập khởi của sanh? Thế nào là đoạn diệt của sanh? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sanh? Thuộc bất kỳ hữu tình giới nào trong từng mọi loại hữu tình, sự sanh hiện khởi xuất hiện, hiện diện hiện hành các uẩn tự đắc các xứ, chư hiền, như vậy gọi là sanh. Từ sự tập khởi của hữu có sự tập khởi của sanh. Từ sự đoạn diệt của hữu có sự tập khởi tập diệt của sanh. Và thánh đạo tám ngành, vậy là con đường đưa đến đoạn diệt của sanh, tức là chánh tri kiến, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tệ tri được sanh như vậy, tệ tri được tập khởi của sanh như vậy, tệ tri được đoạn diệt của sanh như vậy, tệ tri được con đường đưa đến đoạn diệt của sanh như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên như trên, như vậy, như trên, và thành tựu diệu pháp này. Một pháp môn nữa để mà cho tất cả những hành giả tu tập, đó là cái hiểu về sanh. Vì nãy cảm ơn anh Tịnh Đức là có nhắc nhở về cái gọi là cái tuệ tri, thắng tri. Thường mình trong lúc tu tập là mình chưa có được cái tuệ tri đó. Mình thường dùng cái tưởng tri với là thức tri, tức là mình có cái sự suy nghĩ, nghe, hiểu, văn, tư. Còn cái mà tu, hiện như văn, tư, tu, nhưng mà cái mà gọi là chứng thật sự mà thấy biết thì gọi là tuệ tri. Tuệ tri tức là thấy rõ ràng, biết rõ ràng bằng tâm cái pháp môn, cái pháp đó, phải pháp môn pháp đó. Thì cái đó nó là một cái sự mà đi từng cái tuệ, ở trong cái những cái tuệ mà những gì nào thuộc về diệu pháp để được biết có 16 cái từng tuệ á, thì khi mà cái tâm nhận ra, nhận kịp thời ra cái pháp đó, đó nó như thế nào, phân biệt được danh sắc hay là phân biệt được cái nhân quả, và thấy bằng tâm chứ không phải bằng cái trí, bằng cái sự cái suy luận của mình, thành ra những gì nào mà gọi là tuệ tri được, tức là những gì đó đã thấy pháp, gọi là thấy pháp. Còn mình thì đang tư duy về pháp chứ chưa có thấy pháp. Thành ra cái chữ tuệ tri là nói đến những cái gì đã thấy pháp rồi.
thì khi nào mà thấy cái sanh, thì cái sanh là như thế nào, thì mình thấy là những cái lời hữu tình là được được sanh ra. Và ở trong này đã nghĩa là những cái trong cái tình giới nào, cái lời hữu tình nào được sanh ra, được kiện khởi, thì xuất hiện các uẩn và các căn. Tức là một cái chúng sanh được sanh ra, dầu là nhỏ, lớn, trung bình, hay là xấu đẹp, hay là chi tế, thô diễn gì, mà có đã có các căn và có cả cái uẩn xuất hiện, thì được gọi là sanh. Thì khi mà có cái sự hiện hữu đó, cái sanh đó, thì nó do đâu? Thì nó cái nguyên nhân của nó đó là do cái hữu, là do cái sự tạo tác. Hữu tức là một cái sự tạo tác để mà nó có, thì nó có hiện hữu ở trong đó. Thì cái nhân mà để mà có cái tạo tác đó, tức là có những cái tác ý về sanh y. Thì cũng có những cái tác ý mà để giải thoát thì gọi là dư lý tác ý. Còn có cái những cái tác ý để sanh y gọi là phi dư lý tác ý. Thì những cái tác ý về cái sanh y đó thì nó mới tạo tác ra để mà thịnh hành những cái ngũ uẩn cho tương lai, ngũ uẩn hiện tại và ngũ uẩn cho tương lai. Thì đối với những cái sự mà tham muốn, mình muốn có một cái gì đó, tức là mình có một cái sự tạo tác để mà gọi là nó lưu giữ lại, thì nó đương nhiên nó sẽ có cái quả để mà trổ, để mà có cái nghiệp quả tương ứng để mà nhận cái sự tạo tác đó, cho nên có cái sanh và tạo ra cái sanh. Thì đối với những chúng tình thì cái sanh đó nó dính vào trong cái danh sắc, để cho cái thức nó dính vào trong cái danh sắc này. Thì tức là cái danh sắc này tức là cái sự hiện hữu của một cái sinh linh, cái sanh. Thì nếu mà những người nào mà thấy được cái sự sanh y đó, cái tái sanh này đưa tới những cái khổ như vậy, thì biết cái nhân của nó là do cái những sự tạo tác, thì cái gì đó ngưng sự tạo tác. Mà ngưng cái sự tạo tác không nghĩa là mình ngồi yên một chỗ, không làm, không nói, không gì hay, không phải vậy. Mà ngưng cái sự tạo tác tức là cái tác ý để trở thành, tác ý để trở thành bất kỳ, trở thành một cái gì cái tác ý hết. Thì cái tác ý trở thành đó, cho nên mình mới hành và mới tạo tác ra. Thì cái đó nó gọi là hữu. Ở trong cái sinh hữu đó thì nó mới đưa tới cái đó là cái nhân để mà đưa tới cái quả là sanh ra, có cái sự hiện hữu này, có cái thức tái sanh. Thì cái dòng tập nhân duyên nó không phải là phần này đi tới phần này, mà nó dính liền với nhau hết. Nó bị chi phối bởi cái vô minh và ái dục, và từ cái vô minh với cái ái dục đó nó chi phối ra những cái móc xích lẫn nhau để mà đưa tới cái sự hiện hữu và cái tài sản này. Thì cái muốn chấm dứt cái sự hiện hữu đó, sự sắp chấm dứt cái sự sanh y đó, thì chỉ có một cái con đường duy nhất, đó là con đường bát chánh đạo. Thì con đường bát chánh đạo thì chúng ta cũng biết rồi, giới trong cái giới định tuệ đó, thì người tu làm cái gì làm để muốn đoạn diệt tất cả những cái gì đều phải nương tựa vào trong cái giới định tuệ, nương tựa vào một cái sống lành mạnh, không có cái tạo cái ác nghiệp, để một cái đến cái tâm định tĩnh và một cái trí tuệ sáng suốt sôi xét, thì mới diệt được những cái sai lầm, những cái nhân sanh ra cái sinh y này. Thì chư ngài chia sẻ phần sai như vậy, thì mong tình đức cũng như các bạn bổ túc thêm. Dạ, sa thú. Mình còn 5 phút nữa thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái phần sanh. Kỳ tới thứ bảy thì sinh hoạt luôn được, chỉ có sinh hoạt được không chị? Thứ bảy chị xin nghe mình tiếp tục về kinh này. Thứ bảy mình sẽ tiếp tục, thì để cho mình không có gián đoạn á, thì mình sẽ tiếp tục vào thứ bảy. Thì trong cái phần sanh á,
Đây thì thập nhị nhân duyên, thì cái phần mà già chết á, lý do cái tập khởi của già chết á, tức là có sanh là thì phải có già chết là đương nhiên. Thì trong khi sanh á, thì cái nhân của sanh đó là tại có cái hữu. Thì cái sanh này á, thì tôi cũng nói cũng vắn tắt là quý vị sau khi mình tu tập cái phần chắc có thể là xong cái bài này hay đó. Tôi sẽ đưa lên cái bài kinh này, bản văn của Hòa Thượng Thích Trân Châu, nhưng mà tôi có liên tới những cái phần mà sứ tâm á, dính liền vào những cái bài kinh khác và những cái chú giải khác. Quý vị nếu mà thấy thích thú đọc tìm hiểu thêm á, thì rất lợi ích. Thì trong cái phần sanh này đó, sanh này thì theo chú giải nói là có hai cái phần mà mình đang để ý. Một phần là duy trì mạng sống, và một phần là để hỗ trợ. Thì duy trì mạng sống tức là mình đang sống đây, mình đã có cái thân đây, thì mình bao giờ mình cũng giữ gìn cho mạng sống, phải có thực phẩm để nuôi dưỡng. Rồi cái hỗ trợ thì mình làm cho nó đừng có gián đoạn, tức là nó liên tục phải giữ gìn cái mạng sống này. Và một cái hỗ trợ nữa, ngay trong cái đời sống mình phải có cái gì, có thực phẩm, có thức, cái này kia gì, thì tới khi chết á, thì trong cái phần hỗ trợ này nó cũng có được sắp xếp hỗ trợ, tức là bằng cái nghiệp của mình. Cái nghiệp này cũng do cái thức này đó là nó liên hệ tới những cái phần để tạo tác lên cái nghiệp. Thì mình thấy như mình bây giờ, một chúng sanh của mình, ai đâu có ai muốn chết, cũng muốn gìn giữ cái mạng sống, muốn có thực phẩm ăn, muốn suy nghĩ tư duy những cái điều để an vui hạnh phúc, rồi còn thừa hưởng là để hỗ trợ cho sau này mình làm phước, để mình được trở lại, hay là người tạo nên sự nghiệp công danh cho con cháu và dòng họ, rồi mình muốn được tái sanh lại những cái chỗ đó. Thì cái sanh này đó chính là cái mình đang dính mắc mà mình không có hiểu, cho nên chính cái điều kiện này là nên có già, có chết là như vậy. Thì quý vị thấy là mình đi đám tang á, kể cả hay là mình đi hồng đêm á, mình thấy những cái hoàn cảnh nó rất rõ ràng. Thì đây là những điều dạy cho thánh đệ tử. Chính chỗ này đó là cái giường mối, cái luân hồi giữa cái sanh và cái chết. Sanh thì lão tử, đây là một trong những cái trạng thái cái gút mắt đó là luân hồi liên tục của một chúng sanh từ cái kiếp này đến cái kiếp khác. Thì do cái duy trì mạng sống và do để hỗ trợ có cái sự tái sanh, đã sanh nuôi dưỡng bảo hộ trì cho có duy trì cái mạng sống tới đâu hay đó, rồi tới khi chết cũng có cái gì hỗ trợ để tiếp tục tái sanh nữa. Thì điều này đó là chúng sanh mình đã nhận thức rõ ràng. Thì đối với bậc thánh đệ tử thì đây chỗ là phải tìm cách để chấm dứt cái sanh. Thấy sanh, sanh này là khổ lắm. Thì ở đây thì không có nói phần sanh như thế nào. Sanh thì có nhiều bị diễn giải đó. Khi mà được sanh đó, đâu có dễ đâu được. Nằm trong bầu thai cũng khổ lắm. Người sanh ra cũng la hét âm sầm hết. Đó, sanh nó cũng khổ lắm. Thì sẽ chấp nhận một cái đời sống khổ tiếp tục. Sanh là khổ. Đó, thì nhưng mà mình khi được sanh ra rồi đó, lại quên cái khổ mình không biết, rồi lại mình đang hỗ trợ mà mình cũng không biết, mình muốn có một cái sự tái sanh. Thì bậc thánh nhìn thấy rõ để mình thấy sanh là khổ. Nguyên nhân cái sanh này là tại vì có
có cái hữu, do cái sự hỗ trợ. À, thì mình phải muốn chấm dứt, tức là diệt, và muốn thành tựu, thì đó là con đường bát chánh đạo. À, thì tôi đưa ý kiến là như vậy để mình tu tập nhận định rõ từng phần như vậy đó, rồi mình sẽ thấy được con đường tu tập mình nó một cách rõ ràng, cũng không khó mà cũng không có dễ. À, thì tùy theo cái điều kiện của mình, điều kiện của mình nó bây giờ đó, tôi thấy rất là dễ. Mình là lớn tuổi và có điều kiện tu tập trên lai, thì mình chẳng có cái gì tốn thời giờ nhiều hết, chỉ chịu khó lắng nghe, cái gì đọc không hiểu rõ phần nào thì cái gì lên tiếng, cái gì hỏi, mình cùng nhau thảo luận. Thì đây là một cái điều kiện tốt cho cái tuổi già của mình. Thì tôi xin dừng lại ở đây, mời quý vị đóng góp cũng như chị sẽ nghe nói lên, rồi nếu không thì mình sẽ hoàn lễ. Dạ, xin mời các vị ạ. Dạ, thưa. Vì vậy không có câu hỏi, không có gì đóng góp thì mời chị sẽ nghe nói dài lại trước khi. Dạ. Dạ, trước khi chấm dứt thì chúng ta kể lúc mà đi hành thiền với ngài Goenka đó, thì có tới cái giai đoạn gọi là ngồi im không được nhúc nhích, gọi là ngồi im một tiếng không được nhúc nhích, không có ngứa, không có gãi, không có trồng lên, trồi lên trục xuống, là ngồi như thế nào ngồi im như vậy. Thì có sau cái buổi hành thiền đó rồi thì đau nhức, không có được cử động á. Không biết có ai có đi hành thiền với trong cái nhóm của ngài Quỳnh Ca chưa? Thì có một số mấy tạm viện với lại mấy cái gì mà hướng dẫn mà chịu không nổi. Tại vì ví dụ như ngồi, ví dụ mỏi cũng phải cho nó hạ cái lưng xuống, hay là cũng phải cho nó chuyển động chút xíu thì mới chịu được. Thì mấy chị đó không trả lời. Tới chừng tối mở cái băng của ngài Quỳnh Ca ra coi đó, nghe đó. Thì trong đó ngài Quỳnh Ca mới nói rằng là khi mà các vị tập ngồi một tiếng mà không có cử động gì hết á, thấy khổ, nhưng mà không có thấy rằng là mình lại vui sướng để chịu khổ 9 tháng trời không có nhúc nhích. Bắt đầu ai nghe cũng không hiểu đại sao, nhưng mà thật ra đó là do cái sanh á, tái sanh á, làm cho bụng mẹ 9 tháng trời, 9 tháng 10 ngày không có muốn nhúc nhích gì được hết. Thì cái khổ nó như thế nào, thì có thể từ cái khổ này mà mình chấm dứt cái khổ, hay là mình muốn tiếp tục cái khổ như vậy. Thì ra nó nhân dịp anh ra tình kính nói, thì Nga nói thiệt phần đó. Thì khi mà nghe được như vậy đó, mọi người đều quan nghĩ, thì Nga nghe gì cũng thấy rất là quan nghĩ. Thì sau đó ngồi không ngồi thiền không một ngày, ngồi 10 tiếng mà không có thấy rằng là khổ nữa. Tại vì cái khổ sanh nó còn dễ hơn. Thì nhà chỉ kể cái phần một chút xíu vậy. Dạ, xin chào thú. Dạ. Dạ, xin mời quý vị cùng tôi chắp tay hồi phước. Dạ, xin mời quý vị. Dạ. Một Phật, chúng con xin chỉ điều của Phật tu tập này về chư thiên thiên cõi trời thiên viên thiện tình chư Phật đồng điều của Phật đang cả thảy. Con cũng xin chỉ điều Phật tu tập này về bạn tu tập trên đây thông qua những thuật chân này tại thượng quan nhân thiên chúng lo vui phúc thành công. Phát sinh chỉ để đo giảm phiền não, con cũng xin hỏi phúc báo này dân bà cha mẹ thân quân quý thuộc, như là những kiếp của chúng con dù qua sẵn cõi nào cũng được hưởng bao nhiêu thiên sống đó vui hạnh phúc thành công sống sống gặp Phật pháp tu tập thì đo giảm phiền não. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, sa thú, sa thú. Thứ bảy mình xin mời thứ bảy này. Dạ, dạ, thứ bảy, dạ. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào. Dạ, chào.